Chào các bạn. Theo NBC Newser, Mark Zuckerberg xin lỗi phụ huynh tại phiên điều trần trực tuyến về an toàn trẻ em. Tôi xin lỗi vì tất cả những gì bạn đã trải qua, giám đốc điều hành Meta nói tại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện có tên công nghệ lớn và cuộc khủng hoảng bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến. Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg hôm thứ tư đã xin lỗi các bậc phụ huynh trong phiên điều trần trực tuyến về an toàn trẻ em tại Thượng viện. Những người nói rằng Instagram đã góp phần vào việc con cái họ tự tử hoặc bị bóc lột. Tôi xin lỗi vì tất cả những gì bạn đã trải qua. Zuckerberg nói sau khi thượng nghị sĩ Josh Hawley, R. Moore, ép anh về việc liệu anh có xin lỗi trực tiếp các bậc cha mẹ hay không. Thật khủng khiếp. Không ai đáng phải phải trải qua những điều mà gia đình các bạn đã phải chịu đựng. Các nhà lập pháp đã chất vấn Zuckerberg và các CEO của TikTok, Discord. X và Snap tại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện có tên Công nghệ lớn và cuộc khủng hoảng bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến. Nicholas đã yêu cầu bạn, cầu xin bạn, cung cấp các nguồn lực để hỗ trợ câu chuyện nhằm thực hiện các cam kết, Blumenthal nói. Zuckerberg không có thời gian để trả lời. Ngay sau đó, hali cũng chỉ ra một cuộc điều tra của Wall Street Journal vào năm 2021 báo cáo rằng một số tài liệu nội bộ của Meta cho thấy công ty biết Instagram có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần đối với thanh thiếu niên. Zuckerberg phản đối việc Halley coi những chi tiết đó là sự thật và tuyên bố rằng anh ấy đang chọn lọc nghiên cứu. Và khi trả lời câu hỏi nhắm vào tất cả các giám đốc điều hành mạng xã hội đang làm chứng, Zuckerberg nói với các thượng nghị sĩ rằng Meta có 40.000 người làm việc trong bộ phận tin cậy và an toàn. Thượng nghị sĩ Peter Wehner, giờ vận tải, sau đó đã chất vấn các CEO về làn sóng sa thải vào năm ngoái đã tấn công các nhân viên trong bộ phận an toàn và niềm tin tương ứng của họ. Zuckerberg trả lời rằng việc sa thải của Meta là toàn diện và không thực sự tập trung vào lĩnh vực đó. Thượng nghị sĩ thông Tillis, RNC cũng thúc ép các ceo về cam kết của họ đối với sự an toàn tạo ra sự cân bằng giữa con người của họ và các công ty mà họ giám sát ông nói cuối cùng tôi thấy thật khó tin rằng bất kỳ ai trong số các bạn đã bắt đầu công việc kinh doanh này một số trong số các bạn trong phòng ký túc xá đại học của mình với mục đích tạo ra tội ác đang gây ra trên nền tảng của các bạn nhưng tôi hy vọng rằng mỗi giờ thức dậy bạn sẽ làm mọi thứ có thể để giảm thiểu nó